trời thu thơ thơ thế này ăn gì thì ngon nhở? Giờ này trên mạng hot cái gì ta? Để xem nào, với một cái người mà cập nhật xu hướng hàng ngày như anh ấy thì anh thấy gần đây là các bạn TikToker đang review rất nhiều về hai quán chè, là quán chè Trang Hy với cả Ngọc Thạch. Một quán thì em biết, còn một quán thì được mệnh danh là cái gì, quán chè triệu view hả như em chăng? Mà nhá, rất drama và gây ồn ào trong thời gian gần đây luôn. Là nào thì chè nhiều thạch tè xong rồi chè giá cao cắt cổ kiểu này. Cho nên là thực sự rất muốn đi thử rồi, nhưng mà nói thật với em ấy là đàn ông con trai đi vào đứng một mình hơi ngại. Đàn ông con trai đi vào đứng một mình hơi ngại. Ok, ngày hôm nay anh có đồng minh rồi. Xin mời quý vị khán giả cùng với anh Thiên Lâm và Thanh Mai, chúng ta sẽ cùng đi ăn chè nhá. Tập ngày hôm nay chống chỉ định với những ai hảo ngọt nhưng mà sợ béo. Let's go. Wow. Úi dồi ôi, đúng là quán xịn, nó khác cửa nặng thế. Nói chung là cũng mát mẻ, nhìn rất là xịn sò đúng không? Để co ở đây gợi đến một phong cách rất là Á Đông nha. Từ những bức tranh quả hồng này, rồi đến những cái thanh tre, thanh trúc này, nói chung là rất là Á Đông. Đúng rồi. Anh có một cái thắc mắc mày ạ. Là cái tên Trang Hy ấy, thì không biết là được viết theo phiên âm của tiếng gì nhỉ? Mọi người hỏi phải đáp sai nhá. A. Tiếng Trung, B. Tiếng Nhật, C. Tiếng Hàn và D. Tiếng Việt. Anh nghĩ chắc là tiếng Nhật rồi, tại vì phong cách quán là đề co theo kiểu Nhật Bản mà, đúng không? Xin chúc mừng bạn đã trả lời sai. Đây là tiếng Việt, bởi vì nó là được ghép bởi hai tên của hai nhà sáng lập, đó là Trang và Hiền. Thực ra thì anh nghĩ là Trang Hy họ đang hướng đến cái phong cách đó chính là kinh doanh thương hiệu nhượng quyền, cho nên là họ khá là đầu tư vào việc là đề co này cũng như là cách phục vụ. Thì mình cùng xem là đồ ăn ở đây có ngon không nhá. Trai xin chào ạ. Xin chào bạn. Có phải đây là lần đầu anh chị ăn chè Trang Hy đúng không? Em xin giới thiệu với anh chị, đây là bestseller của bên em. Và chè thốt nốt là chè bán chạy nhất của bên em đấy ạ. Đúng món chè mình thích nhất. Chắc là sẽ thử một chè thốt nốt nhỉ? Cái này nữa. Cái nào? Khoai dẻo. Chè khoai dẻo Đài Loan này. Khúc bạch. Không, anh nghĩ là khúc bạch chắc là nhiều chỗ có rồi. Thì chắc là anh thấy có cái món này là lạ này. Chè xoài Hồng Kông này. À, có cái dừa non này, thử cái dừa non xem nó có mát không? Nhất trí. Ok, chắc là anh sẽ chọn một chè thốt nốt này, một chè xoài Hồng Kông này, chè dừa non là nếp và chè khoai dẻo Đài Loan. Của mình hết 165.000. Kiều Mai, trả tiền em, đi ra bàn ngồi trước nha. Nổi tiếng là quán chè đang được quan tâm nhất hiện nay. Chỉ cần gõ cái tên Trang Hy là sẽ thấy vô vàn review khen chê lẫn lộn. Đây là một trong những thương hiệu đi tiên phong về phong cách chè ít ngọt và đặc biệt là chè nấu bằng đường thốt nốt. Có nhiều bình luận trái chiều xoay quanh thương hiệu chè này. Một số khách hàng đều có chung câu hỏi tại sao quán lại nổi như vậy. Bởi vì giá thành không phải rẻ, trung bình từ 35 đến 50 nghìn đồng trên một bát chè. Ngoài ra, chiến dịch marketing tốt cũng là điều khiến Trang Hy được biết đến nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do mà Trang Hy nổi tiếng nhanh và không tránh khỏi những tai tiếng không mong muốn. Ngon quá, ngon quá. Mai có thấy rằng là nhá, những cái
bát chè này được đựng trong một cái bát sứ này và được decor bên ngoài rất là đẹp. Nó rất là tạo xinh. Nó tạo nên cái giá trị cho cái bát chè này. Cho nên là anh nghĩ rằng là cái việc mà giá ở Trang Hy nó cao hơn những cái quán chè khác một chút thì anh nghĩ là nó cũng là điều hiển nhiên thôi, đúng không? Rồi. Mình được ngồi điều hòa nhá, trong một không gian mà sang trọng mà cũng rất là đẹp như thế này. Nói chung là em chẳng chê được một cái gì về cơ sở vật chất cả. Anh em mình có gọi 4 bát chè này và mỗi một bát chè khi nhìn vào thì mình sẽ biết ngay rằng nó là chè gì, đúng không? Đúng rồi. Chính xác, nó có cái sự khác biệt hẳn chứ không phải là các cái món chè nó cứ giống giống nhau. Đúng rồi, chính xác. Và bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau đi sâu hơn để thử từng món chè một nhá. Em muốn thử món chè nào trước? Cái rực rỡ nhất đi anh, khoai dẻo. Ok, màu sắc rất rực rỡ luôn. Khoai dẻo là một cái món mà mình có thể ăn thậm chí khi đói bụng. Chính xác. Thực ra thì anh cũng khá là thích khoai dẻo, tại vì anh là một team nghiện trân châu nên là anh rất là thích cái gì nó kiểu dai dai dẻo dẻo ấy. Có nhiều người cứ thích ăn vặt linh tinh ấy, nhưng mà đến lúc mà bụng mà đói quá, nếu mà ăn vặt những cái đồ có sữa hoặc là cốt dừa như này thì sẽ dễ là bị đau dạ dày. Nhưng mà với khoai dẻo thì nó có khoai mà, nên là nó sẽ tránh được cái tình trạng đấy. Wow, đây là một cái kiến thức mà anh cũng mới biết đấy. Miếng khoai trông rất là đẹp mắt. Giống vị trà sữa. Nhưng mà thực ra thì anh thấy cái miếng khoai nó hơi to nha. Nếu mà miếng khoai mà nhỏ nhỏ đi một chút xíu thì anh nghĩ là sẽ ok hơn. Không, em lại thích cái kiểu ngập răng như thế này cơ. Ý em là cái nước ấy, nó giống vị trà sữa, anh có thấy thế không? Có. Cả nhà ơi, như kiểu là uống trà sữa mà cho topping là khoai dẻo ấy. Đúng mà. Đúng, nhưng mà khá là thanh nha, cũng không bị ngọt quá. Không ngọt quá. Cái này gọi là gì? Thạch mà anh. À, cái đây này gọi là thạch. Thạch xương sáo. Ừ đúng rồi, đây là thạch xương sáo nha các bạn nha. Nhưng mà cũng không bị nhiều. Anh thấy là không nhiều như lời đồn đâu. Thạch. Ôi, cái xương sáo này ngon quá. Món này mình thấy rất ok nha cả nhà. Anh em mình thử test xem là khoai này có đúng vị khoai không nhé. Cái viên anh vừa ăn là viên màu xanh lá cây, thì anh thấy nó đậm vị matcha. Còn vì vị khoai thì anh cảm thấy là chưa ra lắm nhỉ. Anh thấy sao? Của em là viên màu đỏ cam. Không biết là vị gì. Em thấy món này nếu mà trên thang điểm 10 em chấm 9 điểm. Anh thì anh chắc là anh hơi khó tính, anh sẽ chấm 8 điểm thôi. Sang món tiếp theo nha. Đây là dừa non lá nếp này. Dừa non xem nào. Cái món lá nếp nhưng mà nó có hạt lát với cả một ít thốt nốt hay sao ấy. Sẽ ăn thử từng topping một nha. Nước của cái món này ấy, chính xác là cốt dừa luôn. Thanh, béo, ngậy nhưng mà không bị ngọt sắt. Cái miếng thạch dừa lá nếp này lạ nha. Nhìn thì rất là thạch nhưng mà nhai thì rất là giòn nhá. Đúng cái chuẩn vị của cùi dừa luôn. Rất là dày cùi ở trong cả nhà. Một điểm trừ cá nhân Mai đánh giá đó là cái bát này nó nhỏ, nên là khi mà mình cho đá vào mình xúc ấy là nó sẽ bị tràn. Nó như cái bát ăn cơm ấy, nên là khi mà mình cho đá vào là mình xúc là nó sẽ bị đầy, nó sẽ bị đổ ra. Thử sang món tiếp theo để xem là cái vị nước của nó như nào nhá. Thốt nốt luôn nha. Thốt nốt luôn nha. Okay. Em nghĩ là cái nước cốt dừa của thốt nốt là giống nhau đấy. Anh cũng nghĩ vậy. Xem bên trong có những gì nhá. Bên trong là sẽ có, vẫn có hạt đác này, có mít này, nhiều loại thạch. Thạch các màu. Thạch các loại luôn. Nước dùng này thì nó cũng là nước cốt dừa nhưng mà nó có thêm hương mít này Mai ạ. Hương mít. Tại vì cũng có thể là chè thốt nốt này là họ có thêm những cái topping mít nữa, thành ra là nó sẽ đúng rồi. Đậm vị mít. Có vị mít nha cả nhà. Mình sẽ ăn thử miếng thốt nốt này. Wow. Không biết trong một bát chè có mấy miếng này để anh tìm. Đây có phải thốt nốt không? Chính xác. Nó có hình như mùi cau ấy anh. Wow. Cũng giòn nha. Em thích ăn thốt nốt mà nó thái rẻ rẻ và nó sật sật ấy. Ăn như kiểu cùi dừa ấy. Ở đây thì nó mềm. Ăn cái thốt nốt này tớ thấy hơi ngấy nhá. Ở đây thốt nốt họ không xên đường ngọt đâu cả nhà nhá. Thốt nốt ở đấy rất là nhạt. Với cái chè thốt nốt này thì nó sẽ bị cái hương mít át. Chè xoài Hồng Kông. Có xoài tươi cắt hạt đựng nhỏ nhỏ này. Ok. Cho đá vào nha. Rất là thơm thì cả nhà dậy mùi xoài. Đậm mùi xoài nha. Em cảm giác như nó có vị như một kiểu cốc sinh tố xoài. Như cốc một sinh tố xoài luôn. Có cả miếng xoài tươi nha các bạn nha. Cái bát này thực sự là phù hợp cho những bạn nào mà không thích thạch quá này, hoặc là không thích ăn nhiều quá nhiều thạch, hoặc là không thích ăn bị ngậy quá như chè thốt nốt. Và là fan của xoài. Đúng rồi, và là fan của xoài thì cái bát chè xoài Hồng Kông này cực kỳ là best choice nha. Trước khi mà đến đây thì anh có tìm hiểu qua thì có rất là nhiều các bạn cũng recommend rằng là chè ở Trang Hy thì khá là nhiều thạch. Thì với cảm nhận của Dương Anh nhá, thì anh cảm thấy là hai bát chè dừa non và chè thốt nốt thì đúng là nó chủ đạo của nó là thạch hơn so với chè khoai dẻo và chè xoài. Thì cảm nhận của Mai thì thế nào? Em là người thích ăn thạch nên là thạch thì ok. Em không thấy là nó bị độn thạch nhiều quá. Khá là vừa phải. Và với món chè khoai dẻo này này thì
đặc biệt là thạch xương sáo rất ngon, thật sự. Thạch xương sáo ở cái món chè khoai dẻo thì rất ngon. Còn những món chè khác thì nó là cái thạch trong trong bình thường, thạch rau câu bình thường thôi. Tóm lại thì Trang Nghi sẽ phù hợp với những ai mà thích ngồi ăn trong những quán đẹp, mát mẻ, ngại ồn ào xô bồ. Thực ra thì anh ấy thì anh vẫn thích những cái gì đấy mà nó cổ truyền hơn. Ví dụ như là anh cảm thấy rằng trong trong cái suy nghĩ của anh nhá, ăn chè thì nó phải dân dã và bình dân một chút, đúng không? À, ý anh là kiểu ăn vặt một tí đúng không? Chứ kiểu không gian quán này thì cảm giác nó hơi sang chảnh, nó kiểu quán cà phê. Nhà hàng cà phê quá. Ok, nếu mà như thế thì em sẽ dẫn anh đến một quán chuẩn cái kiểu ăn vặt ngồi bệt nhá. Ừ, được không? Ok. Nhất trí luôn. Let's go. Ta-da! Vậy là chúng ta tới nơi rồi, Ngọc Thạch Quán. Anh Lâm nghe tên quán là đã đoán được quán bán cái gì rồi đúng không? Anh đoán chắc là quán sẽ bán chuyên về các món thạch có đúng không? Chính xác, ở đây chuyên về thạch này, trân châu này. Và nó khác ở những quán khác, đó là cái vị chè ở đây nó rất là thanh mát để cho chúng ta có thể gọi là ăn nhẹ và ăn vặt mà không bị ngấy. Đó, nói thật với anh Lâm và quý vị khán giả nhá, đây chính là quán ăn tuổi thơ của Mai đấy. Và khi mà mình học phổ thông, mình học cấp 3 thì đây là một cái địa điểm ăn vặt rất là nổi tiếng ở khu vực Đống Đa. Và rất là may là bây giờ quán đã chuyển đến gần nhà mình rồi, có 4 cơ sở liền cơ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem đồ ăn ở đây như thế nào anh Lâm nhé. Các bạn thân mến, một điều hết sức đặc biệt mà Thiên Lâm chưa từng thấy ở một quán nào khác, đó chính là việc gọi đồ. Chúng ta sẽ quét bằng mã QR trên điện thoại và sẽ gọi trực tiếp trên điện thoại. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian việc đứng xếp hàng chờ hơn. Và bây giờ Thiên Lâm sẽ cùng gọi món nhé. Quán đây là quán ăn chuyển đổi số đầu tiên mà em thấy đấy. Và bây giờ menu cảm giác như là phải nhân lên mấy lần so với ngày em học cấp 3 rồi ý. Đây. Nhưng mà anh thấy không, phần lớn là nó sẽ là những cái món mà nó nhạt nhạt ý. Như là sữa chua này, caramel, rồi là thạch cốt dừa. Đó. Đây nhá. Khi mà chúng ta click vào thì sẽ thấy màn hình hiển thị giống như là chúng ta đặt đồ ở nhà ấy anh. Sẽ chọn thêm một vài món best seller nhá. Em nghĩ là mình cứ gọi cái top best seller này đi. Là một thương hiệu nổi tiếng lâu đời, Ngọc Thạch là cái tên rất đổi thân thương đối với thế hệ 8X, 9X đời đầu của Hà Nội. Dù không marketing bài bản, nhưng Ngọc Thạch Quán cũng đã có hàng chục chi nhánh nhượng quyền trên khắp cả nước. Bởi theo nhận xét, những món chè tại đây luôn mang hương vị đặc trưng khó trộn lẫn. Topping cũng được chăm chút kỹ lưỡng và có độ dẻo dai, thơm ngon vô cùng vừa vặn. Quá, bây giờ ước gì được gọi thêm mấy người bạn thân của em đến đây mới ăn hết ở chỗ này. Chị anh ơi, trời ơi, một cái bát này là bằng một buổi chạy bộ đấy nhá. Cân nhắc kỹ trước khi ăn. Thôi chắc là anh em mình sẽ cùng nhau thưởng thức nhở. Món đầu tiên là cái món mà em thích nhất này, món tuổi thơ của em này. Đúng rồi. Gọi là rau câu cà phê đúng không? Rau câu cà phê, okay. Và trân châu. Chính xác rồi đấy. Cảm giác nó nhạt. Cái chè này anh sẽ cảm giác là nó vừa phải hơn. Em thì là team sợ ngọt. Thích ăn ngọt nhưng mà sợ béo nên là không dám ăn nhiều ngọt. Thì anh nghĩ là Mai là đại diện cho một nửa thế giới, tức là rất đúng sợ rồi, béo nhưng mà lại rất thích rồi. Ăn những cái món mà nó gây béo như là chè này hay là trà sữa. Đấy. Vị cà phê rất là rõ nha cả nhà. Màu cảm giác như màu của cà phê đen luôn ấy. Chứ không phải cà phê sữa đâu. Để nước xem nào. Đấy, cái cốt dừa rất là vừa phải, không bị ngọt. Em sợ nhất là những cái hàng chè mà người ta pha quá nhiều sữa đặc vào trong cốt dừa. Đúng rồi. Cảm giác nó ngọt sắt luôn, sợ lắm. Và cái nước cốt dừa ở đây là cái độ dày của nó vừa phải nhá. Nó không bị đặc quánh quá hay là cũng không bị quá loãng. Chắc có lẽ là anh em mình sẽ phải chuyển sang để thử những cái món tiếp theo thôi. Chứ không nếu mà ăn hết cả cái bát này sẽ không thể đủ bụng được mà ăn hết cả 5 món mất. Em biết thế nhưng mà nó ngon quá. Ăn món nào trước nào? Dừa đi anh. Nếu một ngày mà cảm thấy cuộc đời hơi buồn, em có thể ra đây đánh chém hết 50 bát này. Em có thể ra đây đánh chém hết 50 bát này. Đây là cái miếng dừa nước sen thì nó, anh thì cảm thấy nó giống thốt nốt và cũng giống cả hạt đác nữa. Nhưng mà nó to hơn hạt đác một chút đam. Ui, miếng nha đam rất to nha cả nhà. Đây, miếng nha đam đây này. Nó giòn giòn giống hạt đác và thốt nốt. Nhưng mà nhai kỹ thì vẫn có vị dừa nha, vẫn còn vị dừa. Khẩu vị của mình là ăn nhạt nên mình thấy ngọt. Còn anh Lâm thấy sao? Anh thấy vừa tại vì anh là một người hảo ngọt. Nghe bạn nhân viên ở quán có nói rằng là cái mùa này không phải là mùa thốt nốt. Thì tuy nhiên thì nếu mà những bạn mà thích ăn thốt nốt kiểu giòn giòn sật sật ấy mà đến quán mà không có thốt nốt thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái món dừa xiên nước này. Tuy nhiên thì anh chưa cảm thấy thực sự là thích cái món này lắm. Thực ra món này không quá đặc biệt. Chắc là chúng ta sẽ chuyển sang món tiếp theo thôi. Okay. Caramel sữa chua nếp cẩm nhá. Ok. Sẽ thử một chút nếp cẩm nhá. Anh thấy cái hạt nếp cẩm nó có vẻ kiểu tơi tơi ấy, chứ nó không phải là quá dẻo. Em thì em thích cái kiểu như anh nói. Tức là nó phải dẻo, nó phải hạt nó phải mẩy. Chính cảm giác mình cắn vào cái hạt nếp cẩm rồi nó đã ấy.
men ở đây ok nha cả nhà. Về sữa chua thì anh nghĩ chắc là các bạn ấy sử dụng những cái loại sữa chua ở một thì cũng là đúng rồi, giống các chỗ khác thôi. Mà đặc biệt thực sự là trân châu của Ngọc Thạch quán thì nó đã đỉnh. Đúng. Đỉnh luôn ấy. Chắc là anh em mình sẽ cùng chuyển sang món tiếp theo đi ha. Tàu hũ caramel. Em chưa ăn tàu hũ bao giờ đâu. Tàu hũ có phải là tàu phớ không? Thực sự thì hình như thế. Hình như thế. Nó có cái độ gọi là gì nhỉ? Độ dai dai hơn tàu phớ một chút. Nó không quá còn hành nát. Đúng rồi, không bị nát như tàu phớ. Nó đúng rất là ngậy vị của đậu nành và cốt dừa nha cả nhà. Em thấy món này xuất sắc hơn hai món vừa rồi. Đúng rồi. Tại vì anh nghĩ là cái món này có thể là do chính trực tiếp quán làm. Thực ra là đây đều là do quán tự làm. Đúng rồi. Và anh sẽ cùng thử cái món cuối cùng, đó chính là món caramel nha ram. Phải nói là chưa bao giờ em thấy ở một cái hàng chè nào có cái viên nha ram nó to như cái hạt trân châu như này luôn. Đúng, do anh để phần cái nha ram cuối cùng mới là tại vì là anh biết là nha ram nó có rất là nhiều công dụng nên là anh quyết định là sẽ để cuối cùng. Wow. Miếng nha ram mà rất là to nha. Trời ơi, trông nó đã mắt lắm luôn đấy cả nhà. Thực sự nhá, anh nhai cái miếng nha ram này ấy, anh cảm thấy có một cái hương vị tuổi thơ nó ùa về. Em còn nhớ cái món mấy cái món kiểu thạch dừa ngày xưa hồi bé đúng rồi, đúng rồi đấy, cái viên nó to như thế cả nhà. Nó giòn giòn sần sật và nó có vị đúng cái vị tuổi thơ luôn. Đúng rồi. Mình sợ là mình và anh Lâm phải chạy 5 vòng sân vận động mới có thể tiêu hao được năng lượng của 5 cái bát này nên là chúng mình chỉ dám ăn đến như thế thôi. Và để chốt lại thì Mai vẫn sẽ chọn cái món đầu tiên, đó là thạch cà phê cốt dừa trân châu, là cái món mà Mai vẫn yêu thích nhất từ ngày xưa đến giờ. Và Mai tin là cũng sẽ có rất là nhiều bạn thích cái món thạch ở đây. Còn đối với Thiên Lâm thì sau khi đã thử cả 4 cái món bestseller của quán cùng với cả cái món mà Thanh Mai giới thiệu ấy thì thực sự là anh cũng phải chấm điểm cao nhất cho cái món mà Thanh Mai recommend cho anh. Tại vì nó có một cái vị thanh vừa phải. Đây là quan điểm cá nhân của Thiên Lâm nha, thì anh sẽ chấm điểm đầu tiên là cho cái nha đam này, sau đó là đến cái tàu hũ này, rồi tiếp theo là đến nếp cẩm mít, rồi cuối cùng thì sẽ là dừa xên nước. Còn em nếu mà phải chấm điểm 4 món này thì chắc chắn em sẽ chọn tàu hũ đầu tiên, sau đó đến nha đam, rồi đến dừa xên nước và cuối cùng là nếp cẩm. Nếp cẩm hơi thiệt thòi một chút. Nó là món truyền thống quá rồi nên là thôi chúng ta sẽ chọn những cái món lạ hơn. Thường thường á, đi ăn vặt đi, mọi người rất là thích những cái gì nó phải lạ một chút, độc một chút đó. Nhưng mà Mai ơi, nói chung là thử thì cũng đã thử rồi này. Xếp loại chè cũng đã xếp loại rồi và chọn được cái món mà mình thích thì cũng chọn xong rồi. Nhưng mà anh thấy rằng là đang còn thừa khá nhiều đấy. Và chắc anh em mình chưa thể đứng lên được ngay đâu. Nhưng bây giờ chia nhá. Anh 2 bát này, còn em 3 bát này nhá. Rồi, ok. Thôi no quá. No thật đấy, anh nghĩ là chắc là với cái số lượng chè mà anh em mình vừa ăn ấy, chắc là phải đi bộ 5 vòng quanh chỗ này thì mới tiêu được 5, hết. 5 năm mấy nào? 10 vòng. Nếu mà được chọn ấy, anh sẽ mua thẻ membership hạng VIP ở quán nào? Với Ngọc Thạch quán thì lại rất là bình dân này, giản dị và gần gũi. Còn với Trang Hy thì lại hướng đến là những cái khách hàng mà họ thích sự tiện nghi và thoải mái hơn, có điều hòa này, ghế ngồi cũng êm hơn này. Về chất lượng chè thì anh đánh giá là anh sẽ chấm điểm Trang Hy cao hơn một chút nha. Tại vì là rất là rõ vị của từng bát chè một này. Thực ra là Mai cũng rất là khó để có thể chọn cho mình một cái quán chè nào mà gọi là tủ ấy. Bởi vì là quán nào cũng sẽ có những cái món mà mình thích. Không phải là cả menu, nhưng mà chúng ta sẽ đến với nó bởi vì một món ăn nào đó. Nếu với Ngọc Thạch thì em sẽ chọn cái món thạch cà phê mà em gọi lúc đầu ấy. Còn với Trang Hy thì em sẽ đến bởi vì món chè khoai dẻo. Đó, khoai dẻo thì ở bên kia lại không có. Đúng. Đó, nên là chúng ta cũng không cần thiết phải tìm ra ngôi vị chiến thắng làm gì cả, mà chúng ta cứ cùng ủng hộ tất cả các hàng chè mà họ có những cái món ăn ngon nha. Và các bạn thân mến, tất cả những trải nghiệm và cảm nhận của ngày hôm nay ấy, thì chỉ là những cái trải nghiệm cá nhân của Thanh Mai cũng như là Thiên Lâm thôi. Cho nên là nếu các bạn muốn biết rõ hơn về hai quán chè này nó ra sao thì các bạn hãy tự mình đi trải nghiệm nhé. Đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo để chúng ta cùng trải nghiệm những món ăn khác nha. Xin chào.